Ừ mà. Ừ mà. Bóp cái thế. Anh bóp cái thế. Ok, ngày mai mình sẽ đi câu cá lóc ở Thanh Đa. Thì bây giờ là khoảng bây giờ là 9 giờ tối. Mình soạn đồ trước khi đi ngủ. Nhái hơi. Mấy mẫu nhái hơi mới đang hot ở bên mình. Nhái có chân. Nhái hơi mà có chân nha các bạn. Có chân rồi có thìa. Con này có đuôi, có thìa. Con này là cá sấu có thìa. Đây thì con này mai mình sẽ đánh skip vô bụi. Màu răng duo thần thánh. Rồi. Mega bác kiểm tra lại mồi thử đầy đủ không. Dĩ nhiên không có thiếu được mấy cái con không bao giờ thiếu đi khi mà đi câu lóc nha. Rất là nhạy. Dính chùm chùm. Ok, giờ mình đi ngủ đi, mai mình sẽ cố gắng quay nhiều cá cho các bạn xem. Quát khóa. À vậy quá.
Vô hàng. Đó. Ừ. Mà anh Quăng nó không ăn mới tức chứ. Nãy giờ không ăn. Mấy anh Kiệt nữa. Anh Kiệt nó sát cá nó dữ lắm, đi với nó mà lóc như chơi. Đâu chạy dữ không? Coi coi. Cái tra này không này nó ngóc đầu chạy hoài à. Chạy dữ không? Cái lùng mắng nha. Sao sao 50 bóp chưa hai lưỡi đâu bóp. Từ từ thôi bóp. Chưa hai lưỡi đâu á. Chơi kỳ vậy bóp. Bắt giùm nó nè. Lưỡi trắng lưỡi đen ta. Lưỡi đen. CC50 lưỡi đen hả? Là lưỡi VMC hả? Giờ một nãy ấy chứ đâu có cho nó chạy hoài được. Thôi để anh này anh ấy cho. Này bạo lực lên. Thôi từ đó thôi. Từ 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 từ. Má nó qua bên cái đám này khó bắt. Đừng sóc nó làm gì quát lưỡi được. Sóc rồi. Ý là đừng sóc nó, vô lấy cái vợt đi, lấy cái vợt đi. Vợt á, cá tra kẹp gì? Không có vợt. Trời má dính trên vây này. Dính trên vây à. Hèn gì nó bơi hoài luôn á. À, dính này nó bơi hoài luôn á. Này thôi. À 4-5 kg tôi ơi. Bỏ cái cần đó xuống đi. Vợt thôi, vợt là nhanh nhất. Bay à. Dâm mày chứ. Tao dừng cái cây cần nha. Ngóc lên. Cầm cái đuôi luôn Tú. Cầm đuôi luôn. Ừ ghê các bạn. Hử? Thầy giống cầm. Từ 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 từ. Chưa. Nó vô lấy cái vợt là nhanh lắm. Nó chạy á, nó chạy á. Chưa. Dính kiểu này nó đỡ quá. Vô chụp. Nhầy. Bổ hai lưỡi đâu quát được. Kẹp cái này lấy cái dây
cái dây dèo lại. Có dây không? Mang dây đó không? Ừ. Lấy cái kẹp kẹp nó lên. Còn lao chứ. Lấy kẹp kẹp nó lên. Rồi cột con dây qua mang á. Xin xin 50. Cái lưỡi này nó yếu, anh sợ tẩy chứ. Có cái lỗ móng. Nó bấu hai lưỡi mà sao xảy. Đây được con nào đó anh đó, con tư. Hả, canh nó nãy giờ táp. Con gì vậy? Gì ông nội? Má cảm giác. Bắt bằng cần ML nha. Từ từ á, đừng này này rách da. Tôi quay việc vô Út Lệ sóc cá trà. Dơ. Idol gì dơ. Idol kiểu này chết tôi rồi. Lấy cái dây dèo đi. Hồi nãy giờ cá lóc cắn cái nào luôn á. Nữa nè, nữa. Vài đái. Cá lóc. Thấy không? Ta câu cá lóc mà. Gì vậy? Má gì? Con cá lóc nè, không biết gì đâu nha. Biết gì đâu vậy? Trời ơi. Tao câu một cá lóc, tao câu cá gì? Trời, ghê quá. Chết mẹ rồi, con này chục ký rồi. Má. Thật mà. Câu mồi VIP mà, anh đâu có câu mồi ấy đâu mà. Má, con này bự. Mà
chạy đá thiệt chứ. Bè mình bóp. Rồi mọi người coi rồi nha, xong rồi đủ nhiệm vụ rồi đấy. Tao thân câu cá lóc tao có biết đít đâu, tự nhiên nó chụp một cái. Con này năng nó dính trên vây luôn á. Dính trên vây luôn á. Bỏ dây ra Tú. Cá qua trái, qua phải anh ơi. Đồ lớn mà. Lo gì. Bự đâu. Con bự hơn cá Tú luôn. Đâu nhỏ con em. Đó con Tú, con này ốp, con Tú mập không? Này 3 ký mấy? 3 đầu 3, con này 2 ký à. Cá lên anh ơi. Ủa còn cái dây của anh nữa kìa. Đúng rồi, cái dây hồi nãy của anh nữa nè. Ừ. Chắc là có chứ. Tại vì con nãy là Tú đừng cầm vậy, đưa cái kèm nhanh. Cầm sóc vô tay chết luôn á. Kèm lớn hay kèm nhỏ? Kèm nào cũng được. Cầm. Cầm dở cái đuôi coi chừng vô mắt. Đừng có cầm dây. Thu cái này nó vô đi. Tao lấy cái lưỡi 50 ngàn của tao lại. Tụi bay làm gì làm đi. Nè, con nãy đứt nè. Trời cái đít. Tao đang câu cá lóc mà bị nó bá vô, mày điên mày. Hồi đó nói chị, ủa em câu cá lóc sao cá lá tra nó ăn không chị? Bóp cứ thế. Anh bóp cứ thế. Anh nữa hả? Thôi dẹp đi nữa câu nữa. Kỳ quá à.